phát âm chữ sờ ba cách lúc nãy đó. Rồi suy nghĩ đi nhá. Suy nghĩ rồi cô sửa. Rồi, student. Cái chữ U này nó đọc là yêu. Tutor nó đọc là yêu luôn. Music nó đọc là yêu luôn. Vậy là chu đầu nó đọc là U. Con phân vào câu D nhé. Đúng chưa? Xong câu số 2 này, gara là con đọc chữ A. Giờ seller đọc là chữ E. Rồi, stand là chữ AE. Cabinet là AE luôn. Vậy con phân vào seller. Đúng chưa? Câu số 3 là phát âm sở S. Lúc nãy mình đã nói có 3 cách phát âm sở S rồi. Cách thứ nhất phải phòng khi tối, chúng ta phát âm là sờ. Trong trường hợp này có chữ phải nè, phòng khi tối này, khi nè, tối nè. Vậy ba trường hợp này phát âm là sờ. Còn trường hợp days, mình đọc là days, được chưa? Mình phần vào câu D nhá. Sang câu số 4 này, street là trường hợp phải phòng khi tối, phát âm là sờ. Đó, street là phát âm là sờ này. Rồi phone phát âm là gì? Giờ, đúng rồi, phone phát âm là giờ. Rồi book phát âm là sờ, nó thuộc phần phòng khi tối rồi. Make phát âm là sờ. Phần đâu? Câu B, đúng rồi, câu B. Rồi xuống bài dưới đây là cái bài chia động từ trong hoặc nha. Câu số 1 gạch chân em đi đây. Thì gì? Câu số 1 thì gì? Hiện gì? Tại đơn, đúng rồi, nó có everyday hiện tại đơn. Và do bao giờ là chủng có số nhiều hay ít? Chủng có số ít thì cộng động từ gì? Thêm gì? In nào mà in, in nào tiếp diễn in chứ. Chủng có số ít động từ thêm SS vào. Đúng chưa? Trong trường hợp này thì sao? Cúc sao? Thêm sờ vào. Đấy, vậy thôi. Rồi, sang câu số 2 này, phân tích câu số 2 cho cô này. Kit silent và chấm than ấy. Khi con thấy dấu chấm than ấy thì con nhớ cho cô đây là thì gì? Dấu chấm than là thì hiện tại tiếp diễn. Dấu chấm than là hiện tại tiếp diễn cho cô. Cứ dấu chấm than là hiện tại tiếp diễn cho cô. Rồi công thức chủ ngữ cộng gì? Chủ ngữ cộng amia nha. An hoặc y hoặc a. Ủa sao cô xóa hết rồi. Rồi cộng động từ thêm in. Chủ ngữ cộng amia cộng động từ thêm in. Amia cộng động từ thêm in. Cho nên ở đây con phải chia là gì? Ai là đi với am rồi. I am listening, con làm đúng chưa? I am listening. Rồi. Rồi xuống bài này. Động từ to be rất dễ, động từ to be. Động từ khi mà con nhìn thấy b e b như thế này có thể chia là am ya cho cô. Một là am, hai là y, ba là a. Mà be not á thì con sẽ chia kiểu gì? Am not hoặc là y dần thêm not sau to be á hoặc là am. Ok chưa? Rồi làm sao biết để xài am hay y hay a? Nhìn vào many people là nhiều người. Cho nên A, mà A thêm not vào thành gì? Art. Đúng rồi, art. Thêm not vào thành art. Nhớ đấy. Rồi, sang câu số 4 này. Câu số 4 có dấu hiệu này. Gạch câu số 4 cho cô, gạch cái từ nào. Nào là thì gì? Đúng rồi, tiếp diễn nha. Tiếp diễn là chủ ngữ cộng amia động từ thân mình. Phải có amia động từ thân mình. Con để thằng y, c đúng không? Nó sẽ y, để y ở đây. Xong rồi đu thêm gì vô? Đu thêm in vào. Đấy, is he doing aerobic now? Bây giờ cô ấy đang tập aerobic phải không? No. No, she isn't. Có to be kìa, be not kìa là isn't. No, she isn't. Ok, no, she isn't. No, she isn't. Rồi nào, qua bài bên này. Câu này, gạch chân ất ở moment cho cô. Thì gì vậy? Ngay lúc này, ngay bây giờ. Hiện tại gì? Tiếp diễn chủ ngữ cộng amia động từ thân mình. Mila là chủ có số ít. Thêm y vào, có not là thêm not vào. Isn't typing, bỏ e thêm in. Isn't typing là đúng chưa? Rồi sang câu số 6 nào. Suy nghĩ câu số 6 cho cô. Thì gì đây? Gạch chân often. Gạch chân often thì gì? Tôi có often là hiện tại đơn. Mà đây là câu hỏi, thì tôi chấm hỏi chưa? Thấy chưa? Câu hỏi thì có phải sai gì? Có phải sai đu hoặc đơ cộng chủ ngữ cộng với động từ nguyên mẫu. Rồi bây giờ chủ ngữ là bạn, chủ ngữ là bạn đúng không?
chúng nó là bạn. Bạn thì bây giờ con phải sang gì? Do hay đơ? Đủ. Mà ở này nó cho động từ do, mình viết lại do thôi. Hai từ do luôn, không có gì đâu. Do bên này động từ, do bên này trợ động từ, không gì hết. What do you often do in your free time? Bạn thường làm gì trong thời gian rảnh? Rồi sang câu số 7. Động từ to be con. Chủ ngữ là gì? Is, đúng rồi. Chủ ngữ là is thì ở đây sẽ is. Đấy. Rồi câu số 8 nào, gạch chân cho cô từ at present đi. At present thì gì? At present thì gì? Tiếp diễn. Amia đủ từ thân mình. Đây đi với A mà con nó là thành gì? Thành am. Và learn thân mình vào là learning. Đây am learning, được chưa? Đây am learning. Rồi tiếp theo xuống bài dưới. Sắp, thêm từ vào này. Thêm từ vào. Rồi de thì de i hoặc de a thôi. Bây giờ nói con de i hay de a? Cái ghế sofa cái số ít, con xài de i. Và một cái ghế sofa con thêm ở vào. De i ở sofa. Xong rồi in gì? Trong phòng khách nó sao? In gì? Con thêm cả chữ the vào cho cô, in the living room. Có một cái sofa trong phòng khách, nhớ in the living room cho cô. There is a sofa in the living room, được chưa? Câu số 2. How many subject nè? Câu này là câu hỏi. Câu hỏi với từ để hỏi là how many. Con phải xài cái gì đây cho cô ở đây? Một cái trợ động từ how many nè. Subject nè. How many subject? Do. Đúng rồi, do you have today, hôm nay bạn có môn gì? How many subjects do you have today? Hôm nay bạn có môn gì? Ok, sửa vào xong. Xem bài tiếp theo. Cô, hả? Rồi bây giờ từ